Khuê mỉm cười nhìn Bảo đầy âu yếm. Khi Bảo nói, Khuê bỏ chặn số điện thoại đi. Quý vị khán thính giả thân mến, hoa hồng trên ngược trái những tập sắp lên sóng hứa hẹn có nhiều tình tiết hấp dẫn, gây cấn, khiến khán giả vô cùng thích thú. Một trong số những tình tiết được mong đợi nhất đã được trailer Hoa Hồng Trên Ngược Trái tập 35 giới thiệu. Bảo tiếp tục đến gặp Khuê để bày tỏ tình cảm của mình, dù cho Khuê 5 lần 7 lượt từ chối. Bảo đã nghiêm túc nói với Khuê bỏ chặn số điện thoại của anh, để mỗi lần anh muốn liên lạc với Khuê không cần nhờ đến người khác gọi cho nữa. Ngoài ra, trong trailer giới thiệu tập 35 này cũng hé lộ một tình tiết rất bất ngờ, đó là Thái mắc bệnh hiểm nghèo, khiến Khang, cậu em trai cùng cha khác mẹ lo lắng và khuyên anh mình hãy giữ gìn sức khỏe. Trước những nội dung này, khán giả của Hoa Hồng Trên Ngược Trái đã cho rằng Thái mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, Khuê mùi lòng tha thứ tất cả nhưng nhất định không quay lại. Từ trailer tập 35, khán giả phán đoán rằng Thái đang mắc bệnh nan y khó qua khỏi. Vì lý do này, Khuê sẽ mùi lòng tha thứ tất cả, chỉ trừ việc quay lại làm vợ Thái. Trailer tập 35 Hoa Hồng Trên Ngược Trái lên sóng với những diễn biến bất ngờ. Chuyện tình cảm của Khuê, Thái, Bảo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả. Trailer tiết lộ Thái trở thành trợ thủ đắc lực cho Khang trong việc điều hành công ty mới. Bằng những kinh nghiệm dày dặn đã có trên thương trường bao năm, Thái đã nỗ lực hết mình để giúp cho công ty nội thất của Khang từng bước khẳng định vị thế của mình. Khang vô cùng yên tâm vì những gì mà Thái đang làm đối với công ty của mình. Trong cuộc trao đổi bàn bạc công việc với Khang, Thái nhăn nhó ôm bụng và cho biết mình đang bị bệnh. Theo như cuộc trò chuyện này thì căn bệnh của Thái đã có từ lâu, nay dai dẳng và có thể nghiêm trọng hơn. Khang tỏ ý lo lắng cho Thái và mong anh trai giữ gìn sức khỏe. Từ đây, khán giả đặt giả thiết cho rằng về việc Thái mắc bệnh nan y khó qua khỏi. Khi hay tin, Khuê mủi lòng tha thứ mọi lỗi lầm cho Thái, trừ việc quay lại làm vợ Thái. Cùng thời điểm, Bảo đến tận nhà tìm gặp Khuê để một lần nữa bày tỏ quan điểm. Chàng trai vàng trong làng số thứ tự mong Khuê sẽ gỡ chặn điện thoại để anh có thể liên lạc khi cần. Với sự chân thành đáng yêu quá mức của mình, Bảo khiến Khuê mỉm cười khi quay lưng bỏ đi. Hành động này của Khuê khiến khán giả vô cùng thích thú và tin tưởng rằng Khuê đã bỏ qua tất cả những hiểu lầm trước đó rồi. Phải chăng trong lòng Khuê cũng đã có Bảo và cô đang bật đèn xanh để Bảo tiến tới với cô? Chỉ cần chị Khuê mỉm cười như vậy là yên tâm rồi, một khán giả bình luận. Khán giả càng tin tưởng và hy vọng Bảo và Khuê cuối cùng sẽ đến với nhau, vì trong trailer giới thiệu tập phim này, Bảo cũng đã thẳng thắn nói chuyện với San, em gái của mình, và cấm em gái không được can thiệp vào chuyện yêu đương của anh. San chỉ tròn mắt há mồm mà không dám cãi anh nửa lời. Điều này chứng tỏ rằng sau một thời gian thấy sự nỗ lực của Khuê, đồng thời thấy Bảo dành tình cảm thật sự cho Khuê, San đã thay đổi. Không còn có suy nghĩ là sẽ cấm cản anh mình đến với Khuê nữa. Dù như thế nào thì Bảo cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình, chứ không vì một vài lời nói của em gái mà anh bỏ cuộc. Thế mới đúng là Bảo soái ca chứ. Đúng lúc Khuê bắt đầu có tình cảm với Bảo thì lại phát hiện ra Thái mắc bệnh nan y hiểm nghèo giai đoạn cuối. Nếu đúng như giả thiết trên, Khuê sẽ tha thứ tất cả cho Thái nhưng không quay lại với Thái mà sẽ đến với Bảo, thì đó là một cái kết đẹp khi cả Khuê và Thái có thể đối mặt với nhau mà không phải suy nghĩ về những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Khuê khi đó có thể nhẹ nhõm đón nhận tình cảm của Bảo trước sự tâm phục và chúc phúc của Thái. Khuê đã bắt đầu chú ý hơn đến tình cảm của Bảo. San cũng bị anh trai mình thuyết phục và không còn là kỳ đà nữa. Vậy nên các khán giả của phim có thể tiếp tục mơ về ngày chung đôi của Khuê và Bảo rồi. Một tình tiết cũng vô cùng thú vị sẽ diễn ra trong tập 35 của Hoa Hồng Trên Ngược Trái. Đó là Phi Công Khang tìm đến nhà chị đẹp San, nhưng lại bắt gặp Bảo đi ra từ nhà của San, còn nói anh về đây. Và San ở trong nhà nói vọng ra anh về cẩn thận. Đây không phải là lần đầu tiên mà Khang nhìn thấy Bảo và San thân thiết tình cảm với nhau đến mức như vậy. Khang vì chưa biết được mối quan hệ giữa Bảo và San nên anh ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bảo đi ra. Bảo cũng ngạc nhiên nhìn Khang với ánh mắt bất ngờ rồi đi thẳng không nói thêm câu gì. Điều này càng khiến cho cậu phi công trẻ nghi ngờ về mối quan hệ của hai anh em. Chắc chắn cũng sẽ như hai lần trước, Khang lại ghen lồng ghen lộn cho mà xem.
Trước đó, Khang còn cho rằng San dễ dãi vì vừa ly dị chồng mà đã có người đàn ông mới rồi. Ở một tình tiết khác cũng được giới thiệu trong tập 35 Hoa hồng trên ngục cháy, Khang đã bất ngờ tỏ tình với San nhưng nhận lại là sự dửng dưng của chị đẹp. Không bâng quơ thả thính nữa, lần này Khang đã mạnh dạn giải bày tình cảm của mình với chị đẹp San. Chuyện tình phi công máy bay của Khang và San là một trong những chủ đề được người hâm mộ phim Hoa hồng trên ngực trái rất quan tâm. Kể từ khi hai người họ nảy sinh sự cố tình một đêm, Khang luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng vì nhận ra tình cảm của mình dành cho San ngày một lớn. Trước đó, Khang cũng nhiều lần thả thính San bằng những câu nói ngôn tình xến sầm và hành động quan tâm như mua trà sữa, đưa đi chơi, nhắn tin hỏi thăm, động viên khi San buồn, và thậm chí là đấu tranh với giám đốc để bảo vệ quyền lợi cho chị đẹp. Trong preview Hoa hồng trên ngực trái tập 35 hé lộ việc Khang chính thức tỏ tình với San. Trong đêm trăng thanh gió mát, cậu chàng lấy hết can đảm để nói lên tiếng lòng của mình. Người nào mà lỡ làm chị đẹp ghét rồi, người đó sẽ không bao giờ sống nổi với chị đẹp đúng không? Nhưng mà tôi biết chắc một điều là chị đẹp sẽ không bao giờ ghét tôi. Vòng vo một hồi rồi Khang chốt hạ một câu ngắn gọn khiến San ngớ người. Tôi thích chị, rất thích. Tuy nhiên trước đó Diệu Hương đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh Khang và San ở bối cảnh trên và San đã phũ phàng trả lời rằng với cô, Khang chỉ là người dưng. Như vậy có thể đoán một lần nữa San sẽ từ chối và cư xử phũ phàng với Khang. Điều này là dễ hiểu bởi cô vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân. Hơn nữa trong mắt cô, Khang đang mới chỉ là chàng dích kít dựa hơi gia đình. Liệu đến khi nào San mới chấp nhận yêu một chàng trai kém mình nhiều tuổi? Hai tình tiết này ở trailer giới thiệu Hoa hồng trên ngực trái tập 35 ở hai thời điểm khác nhau. Khi gặp gỡ chị San để tỏ tình thì Khang mặc chiếc áo màu trắng. Còn khi đến tận nhà San để gặp San thì thấy Bảo từ nhà San đi ra, đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen. Bởi vậy khán giả Hoa hồng trên ngực trái đã suy đoán rằng sau khi tỏ tình với chị đẹp San nhưng bị chị đẹp San dửng dưng không để ý đến, Khang đã tìm đến tận nhà San. Nghĩa là sau khi tỏ tình thất bại thì Khang vẫn tiếp tục chinh phục San bằng mọi cách. Và khi nhìn thấy Bảo đi ra từ nhà của San, Khang nghi ngờ rằng San đã có người đàn ông khác thật. Anh sẽ hỏi rõ San về chuyện này và được San giải thích rõ đó chính là anh trai của mình. Khi đó mới hóa giải được mối nghi ngờ của Khang đối với San. Anh càng trân trọng San hơn và quyết định chinh phục San cho bằng được. Liệu rằng anh chàng sẽ còn phải gặp những khó khăn gì để có thể chinh phục được San? San có đổi ý tác thành cho Bảo và Khuê trở thành một đôi hay không? Những tập tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái sẽ cho chúng ta biết rõ câu trả lời này. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung của Hoa hồng trên ngực trái để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn đối với tin tức 24 giờ TV trong suốt thời gian qua. Rất mong tiếp tục được đón nhận sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.